Ok anh em, vào đây là tổng kho đồ của bác xấu xấu nha mọi người. Tổng kho đồ bác xấu xấu nha. Rồi. Bán em cái nhẫn ẩn một á. Sân trận này em mua nhẫn một nhiêu em ơi? Rồi, đầu tiên là khả năng muốn nói đến ở bác xấu xấu này thì một gia truyền khá tương đối, nhưng mà kháng họ không có buồn quá này mọi người. 40 và 10 kháng tất cả. Nhận cái này cho bán được tầm 5 kim. Giá truyền này bán chắc cũng tầm được 5 đến 10 kim. Nếu thực sự thì chắc khả nghĩ chắc nó tầm đó, tại vì không kháng họ buồn quá. Rồi, em mua nhẫn dùng 1 bao nhiêu sân trận đây? Bán luôn em ơi, nhẫn dùng 1 này, 40 chậm này. Cũng được 3 5 kim hơn. Hai cái nhẫn ăn 1, nó xin lực lực. Đó. Ở đây nhẫn ăn 2 xin lực lực bù lại thì cũng được tầm 3 kim hơn. Một chiếc. Không được. Không được à? Anh bán không được à? Ừ. Ở cái nhẫn kim này anh Long xin này, anh có cho thì cho nha, mà anh Long online xin không cho. Ở nhẫn này thì 19-40 thì bèo lắm cũng được kim cho đến 2 kim rưỡi nữa. Nhẫn này cũng khá ok đấy, sinh động lực ok quá. Này, ngọc bội này ngon này, mà không biết có ai xài không. Thằng Pháp 20 luôn, chậm 40, sinh động lực. Những món dòng 2 thì chỉ tương đương từ 3 kim hơn nữa. Đó. Rồi, này ẩn 1 này. Ẩn 1 thì được giá thì cứ trên 5 kim thôi. Ơi, cái nhẫn này nhìn khác là bá cháy nè. Thông pháp 20, làm chậm 30. Thực sự cái này thì bán cũng được một kim cho nó một kim rưỡi. Em nếu em nghĩ tầm đó. Ngọc bòi 540 dòng 2. Thực sự là về bờ rất là nhiều món 540. Rồi, một cái nhẫn sinh lực cao. Mấy cái này thì tương đối đỡ lại cho anh em nào cần lái hàng xấu dòng. Cái này không bao nhiêu anh Tùng ơi. Có ai xài vứt cho anh em xài đó. 19-30 không sinh lực. Và với cái này 13-30 bán em 4 kim. À ok anh Tùng ơi, cái nhẫn chậm dòng 1 anh có bán không? Có người mua 4 kim là anh có bán không? Rồi ok, bắt xấu 16 dòng 1 bụi kim thì cái sinh lực thấp nhá. Ừ, còn cái sinh lực kia anh có xài thì anh xài, còn là anh bán cho anh 18 một cái nha, anh 18 đang cần á. Rồi ok, nhận thủ anh Tùng bán nhiêu anh Tùng ơi. Rồi đó nè, chốt video xấu xấu như vậy đó.